Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Người tu đạo cần vượt qua khảo nghiệm. Vạn Phật Thành ngày 25 tháng 10 năm 1983. Kẻ học Phật Pháp nhất định phải diệt sạch tâm ích kỷ, tự lợi, đừng để bị tổn hại đến định lực của mình, mà phải chuyển thành tâm vì Pháp quên mình. Chỉ cần được nghe Phật Pháp thì dù phải bố thí thân thể, tánh mạng cũng không mảy may nuối tiếc hay hối hận. Các vị phải biết rằng, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng, ma tại đầu thượng. Nghĩa là, đạo cao một gang, ma cao một tầm, đạo cao một tầm, ma trên đầu ta. Các vị càng muốn dụng công tu hành thì càng chịu nhiều khảo nghiệm để coi thử các vị có nhận thức được hay không. Người muốn tu đạo nhất định trước hết phải trừ lòng tham, chẳng còn lòng sân và không có phan duyên. Không phan duyên nói chung là không dùng thủ đoạn để thu nhận tiền bạc hay đồ vật của kẻ khác. Các vị nhất định phải trừ sạch lòng tham lam, sân hận và ngu si, bởi vì nếu còn ba thứ độc này thì còn sinh ra đủ thứ phiền não. Mỗi người không ai biết được nghiệp chướng của chính mình, nhưng khi bắt đầu chân chính tu hành thì thường sinh ra đủ thứ ma chướng. Đó là vì yếu học hảo, oan nghiệt trảo, yếu thành Phật, tiên thọ ma. Nghĩa là muốn học giỏi, oan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước gặp ma. Hiện nay, năm 1979, một vị tam bộ nhất bái là thầy Hằng Triều vừa mới xuất gia, lên đường đi ba bước một lạy, vừa biết thế nào là dụng công hành đạo, phản bổn hoàn nguyên, thì bỗng nhiên mẹ của thầy sinh bệnh phải vào nhà thương giải phẫu. Chuyện giải phẫu không phải là ngặt nghèo, nhưng khiến tâm thầy nổi lên đủ thứ vọng tưởng, nên lạy Phật mà trở thành lạy vọng tưởng. Thật là một sự thử thách ghê gớm, nếu tâm không vững thì sẽ bị cảnh giới làm lay chuyển. Song, tuy bên trong thì tâm động nhưng bên ngoài thì thân vẫn lễ lạy, và thầy đã dùng ý chí kiên cường để khắc phục những vọng tưởng đó. Các vị thử nghĩ coi, tu hành không phải là chuyện dễ. Thầy Hằng Triều cảm thấy rằng đối với những cảnh giới khác thì thầy có thể giữ tâm không bị lay chuyển. Song đối với cảnh giới này, tức là mẹ đang bị bệnh, thì thầy có phần nào không giữ tâm cho vững được. Tuy chịu không nổi nhưng thầy vẫn tiếp tục cuộc hành trình ba bước một lạy, tỏ ra không bị cảnh giới làm cho lay chuyển. Các vị tu đạo cần chú ý, không thể khởi vọng tưởng được, vọng tưởng là tảng đá cột chân người tu hành. Có vọng tưởng gì thì tự nhiên có cảnh giới ấy tới khảo nghiệm. Cho nên tôi thường nói, nhất thiết thị khảo nghiệm, khám nhĩ chẫm ma biện, đối diện nhược bất thức, tu tái tùng đầu luyện. Nghĩa là, tất cả là thử thách, coi bạn xử làm sao, đối mặt mà chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Cũng giống như trai không buông bỏ được vợ, gái không buông bỏ được chồng, con không buông bỏ được cha mẹ không buông bỏ được con cái, đó đều là những hoàn cảnh để khảo nghiệm mình. Cũng chính vì chỗ không buông bỏ được đó mà mình chẳng tu hành được. Khi cảnh giới đến thì mình không dễ gì vượt qua cửa ải này được. Có câu rằng, tu đạo như bà Bách Xích Can, hạ lai dung dị thượng khứ nan. Nghĩa là, tu đạo như trèo xào trăm bước, tuột xuống dễ nhưng trèo lên khó. Các vị suy nghĩ coi làm thế nào bây giờ, nếu không tiến lên trước thì mình sẽ lùi lại phía sau. Tiến lên trước thì sẽ thăng tiến dễ dàng, lùi về phía sau thì rất dễ bị đọa lạc. Đi lên là con đường thiện, đi xuống là con đường ác. Thật là, nan, tu hành nhất tự linh nhân hàn, tu tạo khởi ưng vãn miên, chiều chiều dạ bất đắc nhàn. Nghĩa là, khó, tu hành hai chữ lạnh rét run, thức thật khuya dậy lại sớm, đêm đêm ngày ngày chẳng được nhàn. Các vị nghĩ coi khó hay không khó? Ha ha ha,